Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình nha. Mình là Thanh Freezer đây. Và hôm nay thì mình sẽ chơi solo vị tướng vô trần nha anh em ơi. Trở về với cả tướng tủ thôi, chơi cho nó dễ lên rank anh em ơi. Anh em nào lần đầu đến với kênh của mình thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em ơi. Thank you anh em nhiều nha. Ok, chỗ này thì mình nhảy trại chúng sinh anh em ơi. Vừa nãy mình thấy đâu đó khoảng tầm 2-3 ông gì đấy. À không, hình như hơn đấy. Hơn đấy, thường phải khoảng tầm 3-4 ông gì đấy. Rồi cứ lút đồ đã. Xem nào, kiếm dài, chảm đao ngon luôn. Tức ạ. Con này đâu ra vậy trời. Ôi xong rồi, hỏng rồi, bạn đi rồi đấy. Cay chưa. Một combo là đi luôn. Nói chung là bây giờ thì là chơi solo thì nó có nhiều combo lắm rồi anh em ơi. Thì là mình trận này thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng sẽ phân tích luôn cho anh em nhé, cái ưu nhược điểm của cái combo đổi hai vũ khí cận chiến. Nó cũng có ưu điểm và nó cũng có một cái nhược điểm. Thì là cái combo hai vũ khí cận chiến này thì là mình có thể là nối combo địch đến chết luôn, nhưng mà với một điều kiện là địch hết chiêu để chạy thoát, hoặc là địch không có chiêu có thể dùng được khi đem tấn công nhé, thì dùng nó còn hiệu quả. Chứ nếu như mà anh em gặp một con tướng mà nó có chiêu có thể thoát được đòn combo ấy, tức là đang đang đánh mà họ thoát được ra ấy, có những cái kỹ năng để thoát được ra ấy, thì anh em nên là một cận chiến và một vũ khí tầm xa anh em ơi. Nói chung là cái này nó là kinh nghiệm anh em ơi. Anh em chơi nhiều là anh em sẽ biết được con tướng nào là nó sẽ có những cái chiêu gì. Đó thì chẳng hạn như là mình đánh với con lửa đi. Đánh với con lửa mà mình muốn chơi combo hai vũ khí cận chiến cũng được. Nhưng mà anh em phải câu được cái ulti của nó là một này, và câu được cái F của nó là hai. Cái F thủ anh em. Đấy, câu được hai cái đó thì là anh em mới có thể vào được cái combo hai vũ khí cận chiến được. Còn nếu không thì anh em mà không không biết cách nào vào đòn cho nó hợp lý ấy. Bởi vì khi mà con lửa bật ulti lên ấy thì rất nhiều anh em sẽ bị cuống đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà anh em mà không không biết cách nào để khắc chế con lửa khi mà bật ulti lên thì tôi khuyên anh em là nên cầm một vũ khí. Ờ kìa, người ta đang tâm sự thì lại nhảy vào đánh nhau. À, làm gì? Bạn định làm gì? Sao nữa? Ôi giời, Perry thì hỏng rồi. Ok anh em ơi, để tôi nói tiếp nha. Đang nói đến đâu ấy nhỉ? À con lửa đúng không? Ừ đấy, nếu mà anh em mà bị sợ con lửa lúc mà nó ulti lên ý, thì tôi khuyên anh em là nên cầm một vũ khí cận chiến và một vũ khí tầm xa nhé. Thì anh em có thể câu kéo nó giữ khoảng cách để đánh với con lửa. Còn nếu mà anh em cầm hai vũ khí cận chiến là anh em bắt buộc phải đánh ngay sát lá cà thì anh em mới có thể dùng combo hai vũ khí được. Còn cái cầm cái vũ khí tầm xa thì khi mà con lửa nó ulti lên ý, thì anh em sẽ không bắn được nó đâu. Nhưng mà khi mà con lửa nó móc câu vào người anh em ấy thì anh em căn cái khoảnh khắc mà nó, lúc mà nó vừa móc câu vào người mình luôn, lúc mà nó đang bay bay lơ lửng trên không ấy, thì lúc đấy là mình bắn được nhá. Thì mình cứ giữ khoảng cách thôi, nó mà móc câu vào mình thì mình rút vũ khí tầm xa ra mình bắn. Thì mình sẽ nói chung là thằng lửa nó sẽ khó khó tiếp cận mình hơn. Còn những con lửa pro thì nó sẽ có nhiều cách chơi, nhưng mà anh em newbie thì mình chưa cần quan tâm nhiều đến những cái đấy làm gì. Ngày mai tôi sẽ ra một cái clip hướng chia sẻ cho anh em cái cách chơi vũ khí tầm xa nha anh em. Thì là nó cũng sẽ rất là hiệu quả thôi, bởi vì ngày xưa khi mà chưa có combo đổi hai vũ khí cận chiến ấy thì là rất nhiều người người ta chơi một cận chiến và một tầm xa. Đây anh em ơi, thì tôi đánh nhau đã. Nào làm gì? Phê sẽ ui ôi giáp vàng luôn. Cái kìa, sao móc cây lại bay ra kia nhỉ? Hỏng rồi. Thế nó hỏng rồi. Từ đã đi rồi, mày kiếm gì mà đau thế nhở? Ok à, hỏng rồi anh em ơi. Hết sức bình tĩnh nào, hết sức bình tĩnh nào. Mày bị parry này. Ok, phải hụt hụt công ty vào đấy nhỉ? À hụt combo vào đấy nhỉ? Ui rồi, còn thằng khác đến nữa. Từ anh em ơi, fan luôn này. Bọn này chơi được. Tôi nhìn cách đánh là tôi biết là tôi chơi được rồi, nhưng mà và đồ nó hơi ao. Nên là rút lại đồ cái, sao rút lại đồ cái.
Rồi ok. Muốn làm gì làm, tôi có đồ rồi. Quanh quẩn tí đã anh em ơi. Đấy thì là ngày mai nhá anh em. Ngày mai tôi sẽ làm một clip chia sẻ cho anh em cái cách dùng vũ khí tầm xa cho nó hợp lý. Ok. Đâu rồi, hai thanh niên kia đi đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Periasen giáp vàng đây rồi. Ôi trời ơi. Ui, đau thế này. Cảm giác như kiểu dao găm tím ấy. À được bắn ai? Bắn làm sao được mà bắn. Đây là hồi máu à? Hồi máu này. Hồi máu này. Hay da. Ủa tui ghét thế nhở. Từ đã. Là phải sủi thôi anh em ơi. Là phải sủi đi hồi máu thôi. Đồ nó ao mình quá. Mình giáp xanh, vũ khí xanh này. Chắc nó toàn nó giáp vàng. Chắc là vũ khí cũng đột vũ khí tím luôn hay sao ấy. Chơi được anh em ơi. Này thì hồi máu. Ây à, lại bị ăn bắn rồi. Sai rồi bạn ơi. Nào solo dao găm. Solo dao găm. Xin nhá. Xin giáp vàng nhá. Ui dồi biết ngay mà dao găm tím. Đấy thì nói chung là nếu như quả đấy mà tôi mà cầm một cái vũ khí cận chiến và một cái vũ khí tầm xa ấy, thì là tôi có thể đứng từ xa, tôi dùng vũ khí tầm xa tôi bắn rỉa rỉa chẳng hạn. Xong rồi mình móc dây vào mình đánh sau cũng được. Đấy thì cái lợi thế của vũ khí tầm xa là nó cũng có cái hay của nó. Còn cận chiến thì là mình có thể áp sát xong rồi mình đánh combo liên tục thôi. Mỗi cái nó hay một kiểu anh em ơi. Mình tập cái nào cũng được. Nói chung là mình cứ thuần thục cái nào thì mình mang vào rank cái đó là được. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn khuyên anh em là nên thuần thục cả hai kiểu đánh nha anh em ơi. Thì là anh em gặp những con tướng nào tầm xa chẳng hạn mà mình cần giữ khoảng cách ấy, thì mình còn biết dùng vũ khí tầm xa để mình bắn chứ. Mà dùng cận chiến mãi và đánh với bọn nó thì cũng khó. Đây anh em ơi, chắc là con Feriasen nó sen ra này. Đâu rồi. Bây giờ bạn giáp gì? Bây giờ thì... À, giáp tím cơ à? Kiếm đâu giáp tím nhỉ? Ấy da. Ấy da. Ấy da, nhầm rồi anh em ơi. Hơi lỗi. Làm gì? Này thì Perry. Ờ kìa. Sao nó vẫn lên được. Mày, robot của đấy nhỉ. Từ từ đã, robot thì đi hồi máu thôi. Thì căng. Không có gì khó khăn cả anh em ơi. Tầm này là mình có cái giáp vàng thôi. Vũ khí tím này là mình trên cơ rồi anh em. Không có gì khó cả. Cứ từ từ thôi. Đâu rồi. À đây à. Sao mà bắn được bạn ơi. Thôi nộp mạng đi cho nó nhanh như. Ra làm game mới. Nào làm gì. Làm gì. Tôi bắt bài rồi. Đát ngay. Chết ngay. Ra làm game mới nhá bạn ơi. Cái trò này khi mà anh em đã chơi lâu ấy, là anh em sẽ biết được một cái cách coi như là nắm bắt tâm lý đối phương anh em ạ. Đấy. Chơi lâu là sẽ biết được cái cách đấy. Chứ còn tôi cũng không biết cách chia sẻ cho anh em coi như là bạn nắm bắt tâm lý đối phương kiểu gì. À chỉ có một cái mẹo nhỏ thôi. Tức là khi mà địch hết máu ấy, thì phải đến 90% là người ta sẽ ra đòn xanh nha anh em. Thì anh em cứ căn berry thôi. Địch hết máu là rất hay ra đòn xanh một stack. Địch yếu máu ấy. Ơ nghe từng chân. Ok rồi. À chú tước cơ à. Ôi dồi ôi, nhìn cách đánh là biết non rồi. Nhìn là biết non rồi. Làm gì. Úi giời dính bẫy. Chắc bo đến từ Hà Nội. Làm sao mà chém được. Làm sao mà chém được. Khổ thân vãi. Rồi sao mất cái sen đi. Hết máu này. Hết máu là ra đòn xanh ngay. Rồi ra đây chờ cổng solo anh em ơi. Ok. Có con nước kìa. Đâu rồi. Ôi tầm xa quá, khó bắn trúng quá. Đứng lại đi bạn ơi, nó chạy hoài. Đánh nhau đi chứ, game đánh nhau mà. Ui giáp trắng bảo sao chạy. Khổ vãi. Sao giáp trắng này bạn ơi. Ôi
Mình có ngọc quỷ đao ám sát từ bao giờ nhỉ? Không để ý anh em ơi. Ôi trời, ôi trời. Hỏng rồi, từ từ. Ôi mình có quỷ đao ám sát từ bao giờ ra. Cầm ngọc này không vào combo được. Từ từ đã. Ủa, nó V2 cơ à? Nó từ từ bạn ơi, xin lỗi bạn ơi, xin lỗi. Chết rồi. Ôi ôi, kiếm gì đấy, ôi ôi. Ulti lỗi rồi. À, hồi máu à? À, bạn tưởng mình đi anh em ơi. Ông ấy tưởng mình chạy ra chỗ khác rồi. Hóa ra quả đấy mình ulti bị lỗi anh em ạ. Ông ấy mà tỉnh là tôi chết rồi đấy. Ông ấy tưởng là tôi đi xa rồi. Quả đấy là tôi hên anh em ơi, tôi hên đấy, ông ấy không nhìn thấy tôi. Ông ấy tưởng tôi đi xa rồi, hên vãi. À, cổng free à? Không ai vào luôn à? Rồi xin cái bùa đó. Làm cái huyền vũ đi săn người thôi, còn có 3 người kìa. Tôi với cả 2 ông nữa thôi. Đây rồi anh em ơi, nhặt được cái bounty ngay cần này. Ơ, ông này ông nào chứ, có phải ông bounty đâu. Ôi giời, này thì mình vứt quỷ đao ám sát rồi bạn ơi. Hay là lỗi combo rồi. Chạy đâu. Bắt bài ngay, ok, lại lỗi combo. Không sao. À, biết ngay mà. Kiểu gì cũng ra đòn xanh mà. Nào, mất ulti chưa? Rồi làm gì nữa? Bấm, ai kìa. Thế mà đấm trúng kìa, ảo thật đấy. Từ từ đã. Bạn đuổi thì mình chạy thôi. Bạn chơi bình tĩnh thôi bạn ơi. Ui rồi. Lại lỗi combo rồi. Ai da, bị đấm rồi. Ok, lại ulti lỗi ạ. Trời ơi. Ok. Ôi hên vãi trưởng ở ông này, ông ấy cũng tưởng là mình chạy đi xa rồi, ông ấy tắt ulti đi, ông ấy bay đằng kia, ông ấy hồi máu ạ. Sao mày hên thế nhở? Ulti toàn ulti lỗi này mà vẫn sống nhăn răng được. Ảo thật đấy. Rồi dí thôi anh em. Ông này chắc là anh em lại hiểu nhầm tôi thuê diễn viên chết. Đấy à, được bắn đấy. À, rút dao găm ra chơi à? À thì solo dao găm. Solo dao găm xem ai đánh dao găm hay hơn. Solo dao găm. Ôi dồi. Đó, cái này mới là combo này. Ôi dồi, địa hình. Địa hình này không làm được rồi. À, đi hồi máu cái thì căng. Rồi đổi combo dao găm với cả chảm mã đao cho nó dễ combo anh em ơi. Trường kiếm này địa hình này hơi khó này. Đấy, nói chung là anh em cũng phải tập xem là địa hình nào là chơi combo gì nhá. Ấy à. Này thì đâu rồi. Perry này. Ấy à. Đau bạn ơi, ui, dao găm gì đau thế. Đấy, lần này ulti hết lỗi rồi anh em ơi. Rồi làm gì, vậy làm gì tôi. Bắn làm sao được mà bắn. Bắn thì phải bắn xuống chân. Này thì lao vào. Để làm gì nữa. Làm gì nữa. Hết đát chưa. Hết đát thì tôi hồi máu cái. Chạy. Mình có lửa này hết đát nó sợ mình lắm anh em ạ. À ui lại có ulti rồi, nhanh thế. Làm gì, nào làm gì. Làm gì. Ai luôn, hết game ơi. Ok, thank you anh em nhá. Tôi xin kết thúc video ở đây nha. Nếu anh em thấy hay cho tôi xin một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em ơi. Thank you anh em nhiều. Bye bye.